dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay mình sẽ là đi xịt thuốc miếng ruộng 14 công tầm lớn của mình bà con, miếng giống 5451 của bà con, có cái hiệu hàng chuối nè bà con, đó hàng chuối đó. Thấy bà con thấy không? Hàng chuối và đây hàng chuối đó bà con, và cái chồi nè. Tại nắng cháy xương bà con ơi. Nên thấy không rõ, thấy bà con. Mình đứng lên nó hơi gọi gọi chút đó bà con. Nó có cái hiệu hàng chuối hoặc cái chồi đó bà con. Hôm nay mình đi tuốt cái cử mà quay ngang nè bà con ơi, cử công rồi nè, công mà mới công nửa bông rồi bà con. Thì đợt trước mình xịt thuốc cái cử lẹt xẹt các bà con hơi nặng á, nên mình xịt là mình trốn cái cử chỗ đều luôn, là tới cử công nửa bông mình mới xịt đó bà con. Bởi vì một số bà con nói mình xịt cái cử đó hơi nặng, tính ra cũng không có nặng nhiêu đâu bà con, tại vì anh cha con nó mình dùng có nửa thẻ à, và mình thêm cái lem vô, nên tại mình ngay cái đợt bão với đợt mình chỗ phân nửa ngay đợt bão bà con, mình chỗ dính dính ngay đợt mưa mấy ngày á, rồi sương mù mấy ngày nữa là sương mù với mưa, với tính sương mù với mưa là một tuần đó bà con ơi, nên mình mới xịt nặng. Còn giặt bên đó kìa, và cái miếng mà 5454 mà cái clip trước mình chia sẻ với con á, cái cổ nhóc hết trơn, cái cổ với cháy á, nhìn thấy ghê luôn, rồi cũng bị sâu ống nè bà con thấy không? Sâu ống á, sâu ống bị vô bị đưa thưa cũng vài cây bà con. Còn đây là của cậu mình, hôm nay mình sẽ chia sẻ thuốc mình xịt cho bà con tham khảo nha. Đây, và mình sẽ giới thiệu cái thuốc mà mình xịt vô gạo hôm nay cho bà con. Cái rồi mình sẽ chia sẻ thuốc cho bà con xem. Thuốc đầu tiên mình sử dụng đó bà con, mình sử dụng để trị bệnh đó, là mình dùng pin nè bà con ơi. Pin thành phần là casumin và chiazon bà con. Casumin ngừa có, tại vì đây nó có chất casumin, nó ngừa cháy lá luôn, và nó ngừa một chút thôi bà con, chứ không có trị nổi nha. Cái chất casumin này nó ít lắm, nó không trị nổi cái chất thuốc này. Còn chiazon là 700 bà con. Pin này của là Di Phát vậy bà con ơi, công ty Di Phát, thẻ này hai mấy ngàn bà con. Và quy khuẩn á bà con, quy khuẩn bà con vụ mưa bà con nên xài cái thẻ quy khuẩn này là nó hay. Cái giá thành nó cũng hơi cao nha bà con. Mà nếu mà nó rẻ hơn, nếu mà bà con xịt tô tan nó cũng được, mà bà con xịt tô tan hai thẻ thì nó sẽ mắc hơn này. Này thì mình sẽ quay cho bà con xem, cái chất nó cũng giống như tô tan thôi bà con ơi, nhưng mà cái lượng thuốc á, lượng thuốc của cái thẻ này, nó thẻ quy khuẩn này nó gấp đôi tô tan nha bà con. Này của VFC nha bà con. Mình được hỏi mình có ông kia anh ông anh ông đọc còn mình quên rồi bà con, nên bà con chú khó đọc, mình sẽ quay xong qua cái ngay cái chỗ thành phần cho bà con tham khảo nha. Hằng ngày nó trị thú rễ thú gốc bà con, hay lắm. Thì trước của mình bị không có xài này nè, nên nó như mà bà con nào giữ nước lâu á là nó cũng sẽ bị thú rễ bà con, nên mình xài này nó đỡ thú rễ hơn. Đó là hai thứ. Và mình xài anh Quyên lem đắp hạt, mình dùng anh Quyên đó bà con. Cái chai này nó hơi bị ấy rồi con ơi, cái chai tại mình để vô vỏ sách này nè bà con, cái nước á nó bị bữa hôm trời mưa nó dột nó kho rồi nó bị chảy ấy cho bà con ơi. Anh Quyên, mình nói anh Quyên của Shinta thì bà con không biết rồi, tại cái cỡ này mình xài anh Quyên Shinta, cỡ sau mình mới xài tin nè bà con. Bữa hôm có anh nào ảnh bình luận nó xài tin bị cái hộp lúa nó không có đẹp, tin mà ta xài mà hộp lúa không đẹp em cũng hết biết nói anh luôn. Và
ba thứ, còn cái thứ thứ bốn á, là mình giúp đi hỗ trợ vô gạo mà mình thường dùng đó bà con, là lá cacito Thái nè bà con. Đây là cacito Thái thì nó ra nhãn khác nha bà con, nè cái chữ là cacito Thái nè bà con nha. Phân bón lá là cacito Thái, là cà Thái đó mà, là cacito Thái lận. Thằng này thì nó hàm lượng là nó không có giống như là cacito của Tân Thành nha bà con. Là cacito của Tân Thành là nó dùng của chất thiên nhiên, còn cái này là như là dùng các chất hóa học của bà con để tạo ra. Đây đặc điểm là vô gạo cực nhanh nè, hạt nó nút vàng xà vàng vàng sáng, chắc hạt xanh lá đồng nữa không, lá đồng xanh bền. Đây thành phần này bà con, thấy chưa, thành phần kali 15, silic, phốt pho cái gì đó bà con. Cái đó không phải là đạm nha bà con nó tương tự như silic gì đó chứ không phải là đạm nha. Và mà bà con mình nói cho bà con chú ý cái này nè, cái thẻ bà con nào mà mua mua mà loại thẻ vô gạo á, bà con chú ý hai cái đặc điểm này nè, là nó vô gạo hay. Thứ nhất á, bà con coi kali, hàm lượng kali nó cao, và cái độ bo này nè, cái chất bo này nè bà con, cái chất bo này nó cũng hỗ trợ cho vô gạo nhanh đó bà con. Nè, chất bo này nè và cái chất kali hàm lượng nó cao. Và không thôi là bà con kiếm cái chai thuốc nào mà nó có hàm lượng kẽm cao, nó cũng vô gạo nữa, mà nó cái kiểu nó vô gạo mà nó vừa nuôi hột gạo vừa nuôi cái lá luôn, nên nó không có vô nhanh mạnh. Nhưng mà nếu mà bà con nào muốn vô nhanh mà nhanh liền mạnh á, thì bà con kiếm một cái hàm lượng kali cao và chất bo cao là nó sẽ vô gạo nhanh nè. Chứ nếu mà bà con thuốc bây giờ thuốc trên thị trường tràn đầy á bà con ơi, mình chỉ kiếm cái hợp chất thôi, mình chỉ nói cho hợp chất cho bà con để bà con tham khảo, nhắc nhở bà con mua thuốc để kiếm tham khảo thôi. La ca Thái này mình sử dụng một cửa này rồi bà con ơi, một cửa sau mình sẽ sử dụng la ca của Tân Thành cho cái la ca Thăng Thành thì cái lá nó, cái màu lúa nó đẹp lắm, cái hộp lúa nó đẹp đó bà con. Rồi la ca Thăng Thành mình sử dụng tin nữa, anh kia nói hộp lúa không đẹp mà mình cứ sử dụng đó giờ mình thấy hiệu quả. Tiên nó giúp cho đỡ dai nè, rồi với nó sáng hột nó chứ không sáng gì. Rồi, ngày mình sẽ xịt bốn thứ này bà con ơi, ba thẻ và một chai anh Vin. Rồi, mình xin kết thúc tại đây nha bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe bằng lúa trúng mùa nha. Mình có loại thuốc để phía sau mình sẽ chia sẻ cái loại thuốc vô gạo, hỗ trợ vô gạo cự cuối cho bà con xem. Một con hôm nay nhìn sáng đẹp không? Hay, chào bà con nha, chúc bà con một lúa trúng mùa nha bà con. Chào bà con.